Xin chào các học sinh lớp 12. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích chất vàng 10 trong Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 6 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích chất vàng 10 trong Người lái đò sông Đà. Giữa cánh đồng văn chương rộng lớn, người nghệ sĩ nhỏ bé như những hạt bụi bay lượn trong không khí để tìm chất vàng trong bộn bề của cuộc sống. Với Nguyễn Tuân, chất vàng mà ông tìm được qua chuyến đi gian khổ đó là chất vàng 10 của thiên nhiên, và ở đó ông đã làm nổi bật lên thứ vàng 10 đã đi qua thử lửa ở tâm hồn của những người lao động. Điều đó được thể hiện trong tùy bút Người lái đò sông Đà, đặc biệt được tô đậm qua hình tượng người lái đò. Văn chương chính là nguồn cảm xúc bất tận chảy trong những người nghệ sĩ. Chính những cảm xúc ấy đã thôi thúc nhà văn phải tìm nguồn đề tài và cầm bút lên sáng tác. Mỗi tác phẩm ra đời là cả một quá trình thai nghén. Người nghệ sĩ phải lặn ngụp trong biển lớn cuộc đời để tìm cảm xúc. Cũng chính vì vậy mà mỗi tác phẩm ra đời là cả một quá trình gian khổ. Cũng như Nguyễn Tuân, tùy bút sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà ông đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc rộng lớn xa xôi của Tổ quốc. Chính lúc đó, ông bắt gặp một cảnh làm mạch cảm xúc của ông tuôn trào không kìm nén. Đó là vẻ đẹp tâm hồn của người lao động. Con mắt tinh tế của ông dường như nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn ấy, có vẻ đẹp của thiên nhiên, mà ở đó ông gọi là thứ vàng 10 đã qua thử lửa. Tất cả được ông thể hiện qua nhân vật ông lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà. Dưới ngòi bút tinh tế của Nguyễn Tuân, dường như mọi nhân vật đều trở nên mới mẻ và độc đáo. Hình tượng người lái đò chính là nhân vật điển hình cho thứ vàng 10 đã qua thử lửa của ông. Ở đây, thứ vàng 10 chính là vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, mà không ai khác chính là ông lái đò. Vẻ đẹp ấy đã qua thử lửa bởi chính con mắt tinh tế của Nguyễn Tuân là một ngọn lửa nóng chảy. Trong tác phẩm, Nguyễn Tuân xây dựng hình tượng người lái đò với hai tính cách, đó là sự chí dũng kiên cường và chất tài hoa nghệ sĩ. Hai tính cách đối lập đã làm nổi bật lên phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Bước vào tác phẩm, ta bắt gặp ngay ở tên đề Người lái đò sông Đà. Ở đây, tác giả miêu tả làm nổi bật con sông Đà, nhưng đó không phải là trung tâm của tác phẩm, mà cái ông muốn hướng đến là người lái đò. Ông miêu tả sâu sắc con sông Đà chỉ để làm nổi bật hình tượng người lái đò. Chính nét đẹp vốn có được ẩn hiện trong con người nhỏ bé kia được tác giả khai thác đến. Nếu như sông Đà hiện lên với vẻ hùng vĩ, dữ dội, thì người lái đò lại có sự trí dũng, cao cường để chế ngự. Và sông Đà có vẻ đẹp nên thơ, trữ tình, thì người lái đò hiện lên với chất tài hoa nghệ sĩ. Đó là sự hòa hợp đối xứng với thiên nhiên mà Nguyễn Tuân thấy được ở người lái đò. Sự trí dũng, kiên cường của người lái đò được ông thể hiện ở trận thủy chiến với con sông Đà. Ở đây có sự đối lập mà tác giả đem đến, đó là giữa ông lái đò và con sông Đà. Ông lái đò là một người già yếu, nhỏ bé, với 6 cánh chèo như que tre, phải đối mặt với con sông Đà dữ dội, nước chảy hùm beo như muốn nuốt chửng người lái đò. Nhưng với sự chí dũng, kiên cường của mình, ông đã dũng cảm tiến về phía trước. Con sông Đà dữ dội, nó chia thành mấy đợt đánh và có chiến thuật riêng. Đợt 1 nó có 4 cửa tử và 1 cửa sinh, mà cửa sinh lại nằm phía tả ngạn. Đợt 2 ít cửa tử hơn và luồng sinh nằm ở phía hữu ngạn. Và ở đợt 3 nó chỉ có 2 cửa tử và luồng sinh ở đợt này lại nằm ở giữa những hòn đá tiền vệ. Nhưng với con mắt tinh tế, ông linh hoạt trong từng đợt đánh. Có lần sông Đà liên tục tấn công làm người lái đò nôn nao trên chiếc thuyền nhỏ bé. Chúng húc vào hông thuyền như muốn lật đổ, dù đã mệt mỏi, da tái nhợt đi. Nhưng với sự quyết tâm, ông lái đò ghi chặt những mái chèo để chiến đấu tiếp. Là một người lái đò, như ông như một thiên hùng ca khi mà ông thuộc lòng những luồng sóng, vách đá, thậm chí thuộc từng dấu phẩy, dấu chấm. Vì thế nên không ai làm khó được ông, cho dù con sông Đà có dữ dội đến mấy. Sau khi bị tấn công liên tiếp, ông lái đò ghi chặt mái chèo, xông thẳng lên như một viên tướng cầm quân đang thuần phục con tuấn mã. Ông xông lên ngọn sóng, ghi chặt, nắm lấy dây cương, sấn đôi nó ra để mở đường tiến. Ở sông Đà có những dãy đá được bày sẵn ra như một bát quái, chờ người lái đò đến, nhưng sự thông minh khéo léo, ông đã vượt qua nó một cách suôn sẻ.
là một người sống với nghề chèo đò vượt thác, người lái đò không lạ lẫm với sông nước, với những trận thủy chiến như thế này. Tuy nhiên, ở ông hiện ra là vẻ đẹp của người lao động, mang sắc thái của người nông dân Việt Nam cần cù, chăm chỉ. Đó chính là thứ vàng mười được phát hiện qua con mắt tinh tế của Nguyễn Tuân, như một phát hiện mới mẻ mà các nhà văn đã bỏ qua. Cùng với sự phát hiện mới mẻ ấy, qua ngòi bút của Nguyễn Tuân lại càng trở nên độc đáo hơn. Không những thế, chất vàng mười còn được Nguyễn Tuân miêu tả ở chất nghệ sĩ tài hoa của người lái đò. Đây như một hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn mà chỉ có những nhà văn chân chính mới có thể nhìn thấy. Văn chương phải có tâm hồn. Chính vì vậy, nhà văn luôn đi tìm những gì còn ẩn nấp sau tâm hồn kia. Như Nguyễn Minh Châu đã từng nói, nhà văn phải là người đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn con người. Ở Nguyễn Tuân, không chỉ có những người làm nghệ sĩ như ông thì mới được gọi là nghệ sĩ. Những người với công việc thường ngày, họ làm hết mình với công việc của mình thì họ cũng là nghệ sĩ chân chính. Ông lái đò với nghệ thuật chèo đò vượt thác của mình, ông trở thành nghệ sĩ chân chính. Nghề mà ông làm là một nghề mà trước cách mạng không được coi trọng, bị xem thường. Nhưng qua đây, Nguyễn Tuân cũng cho ta thấy rằng đây không chỉ là một nghề chân chính. Trong công việc ấy, ông làm trong sự im lặng như một sự cống hiến cho cách mạng. Công việc ấy là công việc ông làm hàng ngày để kiếm kế sinh nhai, để lo cho cả gia đình. Không chỉ vậy mà còn làm đẹp cho xã hội. Trước công việc ấy, ông như một người anh hùng chính nghĩa đánh bại kẻ thù để tìm đến sự vang dội oai hùng. Chính lúc ấy, trong nghệ thuật trò đò của mình, người lái đò còn được hiện lên với vẻ đẹp tài hoa. Đó là sau khi đánh trận thủy chiến, ông lái đò lại vào trong hang. Mà mỗi khi ông đi là ông buộc một bô gà đằng sau. Trong cái hang ấy, tối và lạnh, ông đã đốt lửa và thấy như những làn khói của sông Đà. Cùng với con mắt quan sát tinh tế, người nông dân hiện lên như một vị thần sông nước. Cùng với con thuyền bé nhỏ, như một vị tướng oai hùng giữa sông Đà dữ dội. Cũng chính có những con người như ông mà con thủy quái sông Đà mới được hàng phục. Từ đó mà ta thấy cái mà Nguyễn Tuân thấy thật đẹp đẽ, một vẻ đẹp mà khó bắt gặp lần hai. Nét đẹp của người lái đò thật mềm mại qua bút pháp của Nguyễn Tuân. Vẻ đẹp ấy được thiên nhiên làm nên một bức chân dung vững chãi đứng ở con sông Đà. Chất vàng mười mà ông khám phá như một nét độc đáo mà chưa có nhà văn nào đụng tới. Qua ngòi bút của Nguyễn Tuân, người lái đò được hiện lên là một người lao động linh hoạt. Ông chính là con người tiêu biểu trong việc chế ngự thiên nhiên, để thiên nhiên phải hằng phục và phục vụ cho con người sau này. Việc làm cao cả được Nguyễn Tuân miêu tả sâu sắc, làm nên nét độc đáo của tác phẩm. Hết bài phân tích. Cảm ơn các em đã lắng nghe.